Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong số chuyên đề tuần trước, chúng tôi đã bàn luận về nguyên nhân vì sao chỉ số nộp thuế của Việt Nam tụt 45 bậc trong báo cáo môi trường kinh doanh Doing Business 2019. Tuy nhiên thì điểm số lại là 62,87 điểm, tăng 1,25 điểm so với báo cáo của năm 2018. Đây là kết quả của ngành thuế trong việc thực hiện các ứng dụng khai nộp thuế điện tử và cải cách hành chính được triển khai quyết liệt liên tục trong suốt thời gian qua. Song bên cạnh đó thì cũng còn nhiều cải cách của Việt Nam chưa được Ngân hàng Thế giới World Bank ghi nhận, như là thời gian nộp thuế, một loạt các chính sách thuế không được World Bank cập nhật trong báo cáo năm nay, như là bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra kèm theo tờ khai thuế VAT. Vậy ngành thuế cần làm gì để cải thiện chỉ số nộp thuế trong thời gian tới? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Doing Business 2019, tại sao chỉ số nộp thuế tụt 45 bậc phần 2. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau của chúng tôi. Mới đây, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018. Theo đó, nhóm thủ tục hành chính thuế có mức chi phí tuân thủ thấp nhất trong bảng xếp hạng. Với chi phí tuân thủ trung bình của một lần thực hiện là 73,75 nghìn đồng, mức chi phí tuân thủ của nhóm thủ tục hành chính thuế chỉ bằng 0,58% so với mức chi phí trung bình của 8 nhóm thủ tục hành chính là 12,69 triệu đồng, và bằng 0,1% nhóm có chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cao nhất trong nhóm xây dựng với chi phí bình quân 64,1 triệu đồng. Nay cái tình trạng của các cơ quan thuế và cơ quan hải quan thì người ta có vẻ lấy là doanh nghiệp làm trung tâm và để là nuôi dưỡng nguồn thu. Đó là một cái chính sách tôi nghĩ là đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là cái câu chuyện này là chắc là phải là từ rất lâu rồi. Ngày xưa là chúng ta hay kêu ca về cơ quan thuế, cơ quan hải quan là sách nhiễu doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ tôi cảm nhận là rất là dễ chịu khi mà làm việc hai cơ quan này. Trong báo cáo Doing Business 2019, trong khởi sự kinh doanh thì các cải cách về thuế cũng được cải thiện khi tăng 14 bậc so với năm ngoái, xếp thứ 68 trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù tụt hạng nhưng mà cái điểm đánh giá tốt hơn thì giờ nộp thuế lại được tăng lên 1,79. Và trong cái báo cáo đó họ nói rất rõ là tất cả các cái thủ tục về hành chính mà thuộc về cơ quan thuế, ví dụ như là khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và giảm chi phí cho người nộp thuế thì cơ quan thuế Việt Nam có chuyển biến rất là tốt. Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn, rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn, tiết kiệm 80% chi phí cho mỗi hóa đơn. Tôi thì đánh giá rất cao về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Thứ nhất là đến cái phần đầu tiên là phần thất lạc hóa đơn là đã không xảy ra khi mà sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó thì việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp cho khách hàng nhận được hóa đơn nhanh và thanh toán tiền hàng nhanh. Đợt này thì lại càng cảm thấy dễ chịu hơn là vì tất cả các cái tờ khai đều là điện tử, hóa đơn cũng điện tử, tức là gặp các cán bộ thuế và các bộ hải quan là gần như là tối thiểu. Tuy nhiên, trong báo cáo Doing Business 2019, có một số nỗ lực của phía cơ quan thuế, của cả Bộ Tài chính, cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa được Ngân hàng Thế giới công nhận. Về lần nộp thuế thì đã được giảm, họ đánh giá giảm của chúng ta giảm là từ 14 lần xuống 10 lần. Trong đó, giờ cái số lần nộp thuế, trong đó số lần nộp thuế của thuế và bên cơ quan thuế quản lý và người nộp thuế là 9 lần. Tuy nhiên, trong 9 lần đó, thì có một số khoản, ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp hôm nay chúng ta chỉ có quyết toán thuế năm một lần. Trước kia là gì? Quý nào cũng phải khai quyết toán. Bây giờ từ mùng 1 tháng 1 năm 2015 thì chúng ta bỏ khai quyết toán, bỏ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý mà chỉ có tạm nộp thôi. Và tạm nộp đấy lại nộp lại là nộp thuế điện tử. Nhưng cái tính giờ nộp thuế, nhưng mà tính số lần nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn bị cộng thêm những cái lần tạm nộp đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta giảm đi 4 lần thì cái giờ nộp thuế cũng giảm tương ứng theo. Đánh giá cao những nỗ lực cải cách về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho hay, tới đây việc cải cách trong ngành thuế hải quan sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa.
Nói là chúng ta đánh giá rất cao cái cải cách của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính là cũng Bộ Tài chính cũng chỉ đạo cho cái Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế là ngay cả vấn đề kê khai rồi dịch vụ công nộp thuế, đúng không ạ? Rồi kê khai thuế, mã số thuế. Mà cái triển khai này là triển khai sớm đến các địa phương, khi mà chúng tôi đi các địa phương ấy là đều cái cổng một cửa, rồi trung tâm hành chính của tỉnh, của quận huyện ấy là đều cũng kê khai mã thuế và nộp thuế trên điện tử hết. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là cũng đang tập trung cho cái cải cách của cơ quan thuế này, vấn đề liên huyện này, vấn đề liên tỉnh thế nào này. Đấy, đúng không ạ? Giảm các đầu mối cơ quan hành chính, cơ quan thuế, rồi kho bạc. Và đặc biệt là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin để mà truyền các số liệu về các cơ quan trên này. Và rõ ràng, nếu nhìn một cách lạc quan, thì Việt Nam có rất nhiều cơ hội để có thể có những bước tiến trong cải cách về chỉ số nộp thuế để đóng góp chung vào được sự cải thiện trong môi trường kinh doanh của Việt Nam. Để cải thiện được chỉ số này, đòi hỏi sự vào cuộc rộng rãi hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành, quyết tâm hơn nữa thì chúng ta mới cải cách được chỉ số này. Muốn tăng được bậc nữa, đòi hỏi đà phải mạnh hơn thì chúng ta mới nhảy lên được, bởi vì dư địa cho cải cách của chúng ta còn nhiều, nhưng chúng ta chưa thực hiện được các giải pháp một cách đồng đều cũng như là triệt để. Cải cách chính sách thuế được đánh giá là vô cùng quan trọng bởi có liên quan tới tất cả mọi đối tượng từ tổ chức đến cá nhân trong xã hội, khi mà cơ quan nhà nước có vai trò hoạch định và tổ chức triển khai. Song trên thực tế thì những cải cách hành chính của ngành thuế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và sự hài lòng của doanh nghiệp. Những cải cách thuế nhiều khi không vướng ở chính sách mà vướng ở cách vận dụng và thực hiện. Đặc biệt thì chậm ban hành các văn bản hướng dẫn hoặc mỗi cơ quan có hướng dẫn khác nhau khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh loay hoay và gây tốn kém chi phí của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chưa đồng bộ, mỗi lúc hướng dẫn một khác hay phức tạp rườm rà là những gì doanh nghiệp nhận thấy còn tồn tại trong chính sách thuế của Việt Nam, đặc biệt từ những tồn tại đó đã khiến các doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro trong quá trình tuân thủ pháp lệnh thuế. Thì hầu hết gần như là họ ít nắm được các cái chính sách thay đổi, và họ gặp vướng mắc khó khăn là do cái chính sách của mình thay đổi liên tục. Và khi mà như vậy thì với các kế toán làm tại doanh nghiệp là mắc phải những cái lỗi như là kê khai nộp chậm, kê khai không chính xác và làm không chính xác, cho nên là doanh nghiệp xảy vào những cái chuyện rủi ro rất là cao, và khi bị truy thu thì nộp phạt cũng rất là lớn. Chúng tôi nghĩ thì cái lý do đầu tiên ấy là cái chúng ta vẫn chưa đồng bộ hóa lắm trong vấn đề thực thi các cái chính sách rồi pháp lệnh về thuế. Bởi vì là hiện nay thì chúng ta trải dài tại 63 tỉnh thành, số lượng doanh nghiệp tương đối là đông. Và một phần nữa là cái công chức viên chức chúng ta trình độ hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa đồng đều. Nên đôi khi cái việc mà chúng ta chính sách thì tốt, nhưng cái thực thi về mặt chính sách chúng ta còn hết sức là yếu kém. Tự cũng diễn ra với nhiều doanh nghiệp. Theo đại diện công ty kiểm toán và tư vấn quốc tế EY Việt Nam, có doanh nghiệp nhập khẩu cùng một mặt hàng, ban đầu chịu thuế 10%, sau 5 năm cơ quan quản lý phân loại hàng hóa đó và mã hàng khác với thuế suất 32%. Điều đáng nói là doanh nghiệp không chỉ phải tăng mức nộp thuế từ sau khi có quyết định mà còn bị truy thu cả quãng thời gian 5 năm trước. Điều này đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp bởi hầu hết các doanh nghiệp đều quyết toán và chia lãi theo năm. Khi mà họ đã có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan nhà nước nhưng sau đó lại vấn đề hồi tố lại đặt ra. Thế mà với cái thuế xuất về hải quan thì đấy là một loại thuế gián thu. Khi mà loại thuế gián thu thì thông thường là cộng với giá trị hàng hóa để bán cho khách hàng. Thì bây giờ khách hàng họ đã bán cách đây 5 năm rồi thì chắc chắn là không thể lấy lại được tiền hàng rồi. Bên cạnh đó, thanh kiểm tra thuế vẫn là vấn đề môn thuở của các doanh nghiệp gặp phải, bởi ngoài cơ quan thuế thì doanh nghiệp còn bị yêu cầu thanh tra kiểm tra bởi những cơ quan khác như công an kinh tế, cơ quan an ninh kiểm toán nên rất phiền hà và mất thời gian. Những tồn tại trong công tác thanh tra kiểm tra phần lớn vẫn là những vấn đề cũ, dù đã được cải thiện nhưng nội dung trùng lặp, cán bộ thuế suy diễn gây bất lợi cho doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể là rõ rồi nhưng người ta cũng không chấp hành thật nghiêm túc quy định pháp luật, rằng mỗi một cái vấn đề thì chỉ một đơn vị kiểm tra, những cái đơn vị sau phải kế thừa những cái nội dung kết quả trước, rồi tại một thời điểm thì cũng chỉ một đơn vị thanh tra kiểm tra doanh nghiệp thay vì là 2-3 nơi đều vào một lúc, vì tất cả những cái đấy là đều có quy định rồi. Thế nhưng mà rất nhiều lý do khác nhau, cho nên là trên thực tế thì đúng là doanh nghiệp vẫn lo lắng nhất khi mà bị thanh tra kiểm tra nhiều, mặc dù đã cố gắng chấp hành cái quy định pháp luật rồi nhưng vẫn không lúc nào khẳng định được rằng mình có đảm bảo là đúng chưa, hay là lúc nào cũng phải nơm nớp lo cái chuyện là đối phó rồi đến lúc sai phạm, đặc biệt là
một vài năm sau có khi mới thanh tra kiểm tra đến. Cái khâu mà kiểm tra rồi thanh tra rồi đánh giá sau thuế, đấy là vấn đề liên quan đến cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh không độc quyền. Đấy, thì đôi khi là chúng ta vấn đề về thuế, chúng ta áp các loại thuế, đấy là chúng ta vẫn chưa được công khai và minh bạch lắm. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn than phiền rằng chính sách thuế thay đổi quá nhiều lần trong một năm, doanh nghiệp chưa kịp thông suốt thông tư nghị định này thì đã có thông tư nghị định khác xuất hiện. Bên cạnh đó còn quá nhiều công văn hướng dẫn đi kèm khiến cho doanh nghiệp không biết, do vậy sai sót là khó tránh khỏi vì quá nhiều văn bản mới và những hiểu biết của doanh nghiệp chưa thật đầy đủ về luật thuế và những quy định về thủ tục hành chính thuế dẫn đến vi phạm không cố ý đáng tiếc xảy ra. Chính sách thuế, luật pháp thuế, quy định về thuế nó còn quá phức tạp, quá rắc rối, rất nhiều quy định mà không hiểu được hoặc là có thể hiểu theo nhiều cách, và đặc biệt nó cũng thể hiện cái ý của doanh nghiệp đấy là ngành thuế là đôi khi là không thực hiện theo đúng những quy định mà thông thoáng, đơn giản, dễ dàng cho doanh nghiệp mà lại cứ có xu hướng là gây phức tạp, gây khó khăn, đặc biệt là cái tinh thần là muốn tận thu, muốn thu thật nhiều thuế cho nhà nước, thế nhưng nó lại ngược lại là sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi mà người ta nghĩ người ta thực hiện theo những cái quy định người ta cho rằng là hợp pháp hợp lệ rồi. Theo các chuyên gia, sự phức tạp thiếu thông tin của các thủ tục hành chính thuế làm tăng chi phí tuân thủ và gây nên sự khó chịu cho người nộp thuế khi thực hiện. Ngược lại, nếu thủ tục hành chính thuế đơn giản sẽ làm cho người nộp thuế cảm thấy hài lòng, sẽ củng cố niềm tin và gia tăng sự hợp tác của người nộp thuế. Trong quá trình thực hiện, cơ quan hành chính bên cạnh mục tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế thì cán bộ thuế cũng cần nâng cao trình độ nghiệp vụ để ngày càng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao môi trường cạnh tranh quốc gia. Vậy trong thời gian tới, ngành thuế cần làm gì để ngày càng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là cải thiện chỉ số nộp thuế trong thời gian tới? Mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến sau của chúng tôi. Đó là xem lại cái hệ thống chính sách về thuế để chúng ta kiến nghị để làm thế nào có một hệ thống chính sách thuế thật minh bạch, thật rõ ràng. Nếu như hệ thống chính sách thuế minh bạch rõ ràng rồi hóa đơn chứng từ nó thật là hợp lý thì doanh nghiệp đỡ mất đi cả cái thủ tục để đối chiếu, để kê khai, vân vân. Bên cạnh đó thì chúng tôi nghĩ rằng hiện nay doanh nghiệp phải họ phải là tự kê khai nộp thuế điện tử, vân vân. Thế thì một cái chính sách thuế mới bây giờ ra thì cơ quan thuế phải làm thế nào truyền tải tất cả những cái thông tin về chính sách chế độ mới đến kịp thời, và hệ thống chính sách thuế cần phải rõ ràng, minh bạch. Làm thế nào để mà là gì, khi chính sách thuế đưa ra thì tất cả mọi người hiểu như nhau. Có những cái mà cần phải giúp cho các đại lý thuế được phát triển tốt hơn và hỗ trợ cho người nộp thuế cũng như là hỗ trợ cho ngành thuế thu thuế được một cách chính xác hơn thì nên tạo điều kiện cho đại lý thuế làm tốt hơn, tức là trong chính sách nên rõ ràng hơn về cái vấn đề mà đại lý thuế đương hoạt động. Liên tục phải có cái vấn đề về mặt cải thiện về mặt chính sách, nó dễ dàng, đơn giản và dễ hiểu. Không thay đổi thường xuyên quá thì doanh nghiệp liên tục phải cập nhật, nhưng đồng thời cũng về phía doanh nghiệp thì cũng sẽ cần phải có những cái quy trình để mà quản lý thuế nó rất là rõ. Thứ hai nữa là làm sao mà ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta có thể có quản lý thuế tài chính trong năm, chứ không phải là để có quá là nhiều thời gian vào cái thời gian cuối để khi mà chúng ta bắt đầu mới xử lý lại số liệu. Rõ ràng thuế của chúng ta vẫn còn rất là phức tạp về số ngày phải dành ra để mà chuẩn bị cho hồ sơ sổ sách về thuế quá là lâu và quá là mất thời gian. Vì thế doanh nghiệp người ta vẫn chưa phải là hài lòng. Và tôi rất là mong ngành thuế sẽ tiếp tục coi như đó là một cái trọng tâm, chú trọng cải cách hành chính cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ để đảm bảo là cái thủ tục thuế nó ở mức độ là gần dân và gần doanh nghiệp hơn. Và qua đó cũng sẽ nâng được cả thứ hạng của chỉ số này, đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái gọi là nạn là trốn thuế hoặc là đơ động thuế khá là lớn như là thời điểm hiện nay. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất ở thời điểm này là Việt Nam tiếp tục thực hiện các cải cách này của mình. Tổng cục thuế nên tiếp tục hiện đại hóa các quy trình thủ tục của mình, ví dụ như thực hiện các thủ tục trực tuyến. Như bạn biết, ở Việt Nam các quy trình thủ tục về thuế như tìm tờ khai nộp thuế hay nộp thuế đều có thể thực hiện online. Điều này là rất tốt và nó sẽ góp phần giúp các thủ tục hành chính về thuế được giảm bớt. Bên cạnh đó nên có chính sách về thuế, chế độ kế toán đơn giản phù hợp hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và bạn biết là với các thủ tục công khai thì việc thực hiện minh bạch như vậy sẽ giảm tải việc các doanh nghiệp phải kiểm toán về thuế. Đồng thời những người nộp thuế sẽ không còn phải thực hiện các thủ tục mang tính chất hành chính
nhưng rườm rà và phức tạp. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc nhận thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.